Xin chào các bạn. Hôm nay trong video này mình xin giới thiệu với các bạn giá đỡ nhang mũi hình lồng chim. Tức là mấy bạn sử dụng cái này để đựng nhang mũi, để gác nhang mũi, để trừ mũi. Nhưng mà nó ở ngoài thị trường thì rất là nhiều mẫu, nhưng mà ở đây là mẫu này là mẫu hình lồng chim nha các bạn. Trộm vía thì cái khung này nó được cấu tạo từ sắt, nó rất là chắc chắn các bạn. Xài rất là bền bỉ, được sơn màu vàng rất là đẹp nha. Thì mấy bạn nhận hàng, mấy bạn sẽ mua hai cái khung nhang mũi như thế này nha. Mình sẽ tặng cho mấy bạn một cái hộp nhang mũi. Rồi, để về mình sử dụng. Thứ nhất, để mình nói cái ưu điểm của cái giá đỡ nhang mũi này. Thứ nhất là nhìn nó rất là đẹp và sang trọng nha. Cái thứ hai, nó có cái đồ treo như thế này. Mấy bạn không chỉ đặt ở trên mặt phẳng được thôi, mà mấy bạn có thể treo, treo bất kỳ ở chỗ nào, giữa cầu thang hay dưới gầm giường. Hay em mình ví dụ chẳng hạn ở chỗ bàn làm việc mình treo sau lưng chẳng hạn. Mình không cần phải đặt ở bên dưới để khi mà mình di chuyển á, dở ví dụ như tính em thì hay hồi họ có bước xuống cái em đá một cái dằn cái déo. Thì khi mấy bạn đặt như vậy nè, nó rất là tiện. Và cái thứ hai, nó chủ động được cái lượng mà mình diệt, cái lượng mình chủ động được cái vị trí để mình diệt mũi, giảm mũi nha các bạn. Thì mấy bạn mua hai cái khung như thế này, mình sẽ tặng cho mấy bạn một hộp nhang mũi. Cái này thì mấy bạn sử dụng những cái nhà mà có trẻ nhỏ cực kỳ an toàn luôn, rất vệ sinh. Cái này cái tàn khói nó sẽ rớt vào đây, rồi một vài ngày mấy bạn sẽ đem đi vệ sinh. Cái thứ hai là cái khung như vậy nè, nó không có làm phỏng mà nó cũng không gây ra sự cố, ví dụ như cháy chẳng hạn, nó cũng không có, an toàn, cực kỳ an toàn. Nó trong một cái vị trí như thế này là rất là an toàn nha các bạn. Đẹp, an toàn, hiệu quả, xịn sò. Và hai cái cặp nha, một hai cái nhang mũi như thế này, mình tặng cho mấy bạn một cái hộp nhang mũi và giá là 170.000 miễn phí ship toàn quốc. Thì vào mùa mưa rồi, mũi ở đâu cũng nhiều hết, cho nên là quý anh chị em nào mình có nhu cầu mua cái giá đỡ nhang mũi lồng chim này thì cứ gọi cho em nha. Số điện thoại của em là 0387728778. Hai cái lồng nhang mũi, em tặng thêm một hộp nhang mũi để mình sử dụng luôn, giá 170.000 miễn phí ship toàn quốc. Cái này á thì mấy bạn biết sao không, dùng chắc chắn bền bỉ, mình dùng hoài luôn chứ nó đâu có hư hao gì, tại cái này nó bằng sắt rồi, mà cái kết cấu vị trí, cái kết cấu của nó cũng đẹp nữa, mình chủ động được vị trí, treo luôn, treo được luôn. Mình thấy khá là tiện nên mình chọn giới thiệu với mọi người cái mẫu sản phẩm này rất đẹp. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video, cảm ơn mọi người đã ủng hộ kênh của em trong thời gian qua. Dạ, em xin chào ạ.